Bài Kinh số 133 Kinh Đại Chiên viên Nhất Dạ Hiền giả Mahakachana Karata Sutta 279 Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá, tại tinh xá Taboda. Lúc bấy giờ, Tôn giả Samiti thức dậy vừa lúc bình minh, đi đến Taboda để tắm rửa tắm rửa ở taboda sông. Sau khi lên khỏi nước, vị ấy đứng mặc một y để tay chân cho khô. Rồi sau khi đêm vừa mãn, một thiên thần chói sáng với dung sắc thù thắng cả vùng taboda đi đến tôn giả Samiti. Sau khi đến, liền đứng một bên. Đứng một bên, thiên thần ấy thưa tôn giả Samiti. Này tỷ kheo, ngài có thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về nhất dạ hiền giả không? Này hiền giả, tôi không có thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về nhất dạ hiền giả. Nhưng này hiền giả, hiền giả có thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về nhất dạ hiền giả không? Này Tỷ kheo, tôi cũng không có thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về nhất dạ hiền giả. Nhưng này Tỷ kheo, ngài có thọ trì bài kệ về nhất dạ hiền giả không? này hiền giả, tôi không có thọ trì bài kệ về nhất giả hiền giả. Nhưng này hiền giả, hiền giả có thọ trì bài kệ về nhất giả hiền giả không? Này tỷ kheo, tôi không có thọ trì bài kệ về nhất giả hiền giả. Này tỷ kheo, hãy học tổng thuyết và biệt thuyết về nhất giả hiền giả. Này tỷ kheo, hãy học cho thuần thục tổng thuyết và biệt thuyết về nhất giả hiền giả này tỷ kheo, hãy thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về nhất dạ hiền giả. Vì rằng, này tỷ kheo, tổng thuyết và biệt thuyết về nhất dạ hiền giả là liên hệ đến mục đích và căn bản của phạm hạnh. Thiên thần ấy nói như vậy, sau khi nói vậy, vị ấy biến mất ở đấy. 280 Rồi tôn giả Samidhi sau khi đêm ấy đã mãn, liền đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên tôn giả samid đi bạch thế tôn ở đây bạch thế tôn con thức dậy vừa lúc bình minh đi đến tapoda để tắm rửa tắm rửa ở tapoda xong sau khi lên khỏi nước con đứng mặc một y để tay chân cho khô rồi bạch thế tôn sau khi đêm vừa mãn một thiên thần vân vân như trên và là căn bản của phạm hạnh. Thiên thần ấy nói như vậy. Sau khi nói như vậy, vị ấy biến mất ở đấy. Lành thay, Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết giảng cho con tổng thuyết và biệt thuyết về nhất dạ hiền giả. Vậy này tỷ kheo, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vân, Bạch Thế Tôn, Tôn giả Samiddhi vân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có Pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Không động, không trung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được. Với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi xứng gọi nhất dạ hiền bậc an tịnh trầm lặng thế tôn nói như vậy sau khi nói như vậy thiện thể từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tinh xá rồi các tỷ kheo ấy sau khi thế tôn đi không bao lâu liền suy nghĩ này chưa hiền thế tôn sau khi thuyết giảng phần tổng thuyết một cách vắn tắt cho chúng ta không giải nghĩa một cách trọng trải, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tinh xá. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, vân vân như trên, sướng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Nay không biết ai có thể giải thích một cách trọng trải tổng thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách vắng tắt, không được giải nghĩa một cách trọng trải rồi các tỷ kheo ấy suy nghĩ như sau. Tôn giả Maha Kachana, đại ca chiên viên này, đã được Thế Tôn tán thán và được các đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Maha Kachana có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tổng thuyết này. Phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đến tôn giả Maha Kachana. Sau khi đến, chúng ta hãy hỏi tôn giả Maha Kachana về ý nghĩa này. 281 Rồi các tỷ kheo ấy đi đến tôn giả Maha Kachana. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Maha Kachana những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy thưa với tôn giả Maha Kachana. Thưa hiền giả Kachana, Thế Tôn sau khi đọc tổng thuyết này không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tinh xá. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, phân vân như trên, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Này không biết ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tổng thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách phán tắt không được giải nghĩa một cách rộng trải. Rồi này hiền giả Kachana, chúng tôi suy nghĩ như sau. Tôn giả Maha Kachana này đã được Thế Tôn tán thán, vân vân như trên. Chúng ta hãy hỏi tôn giả Maha Kachana về ý nghĩa này. Mong tôn giả Maha Kachana hãy giải thích cho. Này chưa hiền, ví như một người cần thiết lõi cây, tìm cầu lõi cây đang đi tìm cầu lõi cây đứng trước một cây lớn có lõi cây người ấy bỏ rễ bỏ thân cây nghĩ rằng lõi cây cần phải tìm trong các nhánh cây lá cây vân vân cũng vậy là việc làm của chư tôn giả vân vân chư tôn giả đứng trước mặt thế tôn chư tôn giả lại vượt qua thế tôn và nghĩ rằng cần phải hỏi tôi về ý nghĩa này nhưng này chưa hiền thế tôn biết những gì cần biết thấy những gì cần thấy bậc có mắt bậc trí giả bậc pháp giả bậc phạm thiên bậc thuyết giả bậc tuyên thuyết giả bậc dẫn đến mục đích bậc đem cho bất tử bậc pháp chủ bậc như lai nay đã đến thời chư hiền hãy đến hỏi thế tôn về ý nghĩa này thế tôn giải thích cho chư hiền như thế nào chư hiền hãy như vậy thọ trì thưa hiện giả kachana chắc chắn thế tôn biết những gì cần biết vân vân như trên nay đã đến thời chúng tôi đến hỏi thế tôn về ý nghĩa này thế tôn giải thích cho chúng tôi như thế nào chúng tôi sẽ như vậy thọ trì nhưng tôn giả maha kachana được thế tôn tán thán được các vị đồng phạm hạnh kính trọng tôn giả maha kachana có thể giải thích một cách rộng rãi tổng thuyết này phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách vắng tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi. Mong tôn giả Maha Kachana giải thích cho, nếu tôn giả không cảm thấy phiền phức. Vậy chưa hiền, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, tôi sẽ nói. Thưa vân, hiền giả. Các tỷ kheo ấy vân đáp tôn giả Maha Kachana. Tôn giả Maha Kachana nói như sau này chưa hiện, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc lên một cách vắng tắt, không giải nghĩa một cách trọng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào trong tinh xá. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, vân vân như trên, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Về phần tổng thuyết này, chỉ được Thế Tôn đọc lên một cách phán tắc, không được giải nghĩa một cách rộng rãi này chưa hiện, tôi hiểu ý nghĩa một cách trọng trải như sau. 282 Này chưa hiện, thế nào là truy tìm quá khứ? Mắt của tôi trong thời quá khứ là như vậy, các sắc pháp là như vậy, và thức ở đây bị dục và ái trói chặt. Vì thức bị dục và ái trói chặt, vì ấy hân hoan trong ấy. Vì hân hoan trong ấy, vì ấy truy tìm quá khứ, tai của tôi trong quá khứ là như vậy, các tiếng là như vậy, và thức ở đây bị dục và ái trói chặt. Vì thức bị dục và ái trói chặt, vị ấy hân hoan trong ấy. Vì hân hoan trong ấy, vị ấy truy tìm quá khứ. Mũi của tôi trong quá khứ là như vậy, các hương là như vậy, và thức ở đây bị dục và ái trói chặt. Vì thức bị dục và ái trói chặt, vị ấy hân hoan trong ấy. Vì hân hoan trong ấy, vị ấy truy tìm quá khứ. Lưỡi của tôi trong quá khứ là như vậy, các vị là như vậy, và thức ở đây bị dục và ái trói chặt. Vì thức bị dục và ái trói chặt, vị ấy hân hoan trong ấy. Vì hân hoan trong ấy, vị ấy truy tìm quá khứ. Thân của tôi trong quá khứ là như vậy, các xúc là như vậy, và thức ở đây bị dục và ái trói chặt. Vì thức bị dục và ái trói chặt, vị ấy hân hoan trong ấy. Vì hân hoan trong ấy, vì ấy truy tìm quá khứ. Ý của tôi trong quá khứ là như vậy, các pháp là như vậy, và thức ở đây bị dục và ái trói chặt. Vì rằng thức bị dục và ái trói chặt, vì ấy hân hoan trong ấy. Vì hân hoan trong ấy, vì ấy truy tìm quá khứ. Và này chưa hiền, thế nào là không truy tìm quá khứ? Mắt của tôi trong thời quá khứ là như vậy, các sắc pháp là như vậy và thức ở đây không bị dục và ái trói chặt vì thức không bị dục và ái trói chặt vì ấy không hân hoan trong ấy vì không hân hoan trong ấy vì ấy không truy tìm quá khứ tai của tôi trong quá khứ là như vậy các tiếng là như vậy và thức ở đây không bị dục và ái trói chặt vì thức không bị dục và ái trói chặt vì ấy không hân hoan trong ấy vì không hân hoan trong ấy vì ấy không truy tìm quá khứ mũi của tôi trong quá khứ là như vậy các hương là như vậy và thức ở đây không bị dục và ái trói chặt vì thức không bị dục và ái trói chặt vì ấy không hân hoan trong ấy vì không hân hoan trong ấy vì ấy không truy tìm quá khứ lưỡi của tôi trong quá khứ là như vậy các vị là như vậy và thức ở đây không bị dục và ái trói chặt vị thức không bị dục và ái trói chặt vì ấy không hân hoan trong ấy vì không hân hoan trong ấy vì ấy không truy tìm quá khứ thân của tôi trong quá khứ là như vậy các xúc là như vậy và thức ở đây không bị dục và ái trói chặt vì thức không bị dục và ái trói chặt vì ấy không hân hoan trong ấy vì không hân hoan trong ấy vì ấy không truy tìm quá khứ ý của tôi trong quá khứ là như vậy các pháp là như vậy và thức ở đây không bị dục và ái trói chặt vì thức không bị dục và ái trói chặt vì ấy không hân hoan trong ấy vì không hân hoan trong ấy vì ấy không truy tìm quá khứ như vậy này chưa hiền là không truy tìm quá khứ 283 và này chưa hiền thế nào là ước vọng tương lai mong rằng mắt của tôi trong tương lai sẽ là như vậy các sắc pháp là như vậy và vị ấy hướng tâm lấy cho được cái gì chưa được vì duyên hướng tâm như vậy vị ấy hân hoan trong ấy do hân hoan trong ấy vị ấy ước vọng tương lai mong rằng tai của tôi trong tương lai sẽ là như vậy các tiếng là như vậy và vị ấy hướng tâm lấy cho được cái gì chưa được vì duyên hướng tâm như vậy vì ấy hân hoan trong ấy do hân hoan trong ấy vị ấy ước vọng tương lai mong rằng mũi của tôi trong tương lai sẽ là như vậy các hương là như vậy và vị ấy hướng tâm lấy cho được cái gì chưa được vì duyên hướng tâm như vậy vì ấy hân hoan trong ấy do hân hoan trong ấy vì ấy ước vọng tương lai mong rằng lưỡi của tôi trong tương lai sẽ là như vậy các vị là như vậy và vị ấy hướng tâm lấy cho được cái gì chưa được vì duyên hướng tâm như vậy vị ấy hân hoan trong ấy do hân hoan trong ấy vị ấy ước vọng tương lai mong rằng thân của tôi trong tương lai sẽ là như vậy các xúc là như vậy và vị ấy hướng tâm lấy cho được cái gì chưa được vì duyên hướng tâm như vậy vị ấy hân hoan trong ấy do hân hoan trong ấy vị ấy ước vọng tương lai mong rằng ý của tôi trong tương lai sẽ là như vậy các pháp là như vậy và vị ấy hướng tâm lấy cho được cái gì chưa được vì duyên hướng tâm như vậy vị ấy hân hoan trong ấy do hân hoan trong ấy vị ấy ước vọng tương lai như vậy này chưa hiền là ước vọng tương lai và này chưa hiền thế nào là không ước vọng tương lai mong rằng mắt của tôi trong tương lai sẽ là như vậy các sắc pháp là như vậy và vị ấy không hướng tâm lấy cho được cái gì chưa được do duyên không hướng tâm vị ấy không hân hoan trong ấy do không hân hoan trong ấy vị ấy không có ước vọng tương lai mong rằng tai của tôi trong tương lai sẽ là như vậy các tiếng là như vậy và vị ấy không hướng tâm lấy cho được cái gì chưa được do duyên không hướng tâm vì ấy không hân hoan trong ấy do không hân hoan trong ấy vì ấy không có ước vọng tương lai mong rằng mũi của tôi trong tương lai sẽ là như vậy các hương là như vậy và vị ấy không hướng tâm lấy cho được cái gì chưa được do duyên không hướng tâm vị ấy không hân hoan trong ấy do không hân hoan trong ấy vì ấy không có ước vọng tương lai mong rằng lưỡi của tôi trong tương lai sẽ là như vậy các vị là như vậy và vị ấy không hướng tâm lấy cho được cái gì chưa được do duyên không hướng tâm vị ấy không hân hoan trong ấy do không hân hoan trong ấy vị ấy không có ước vọng tương lai mong rằng thân của tôi trong tương lai sẽ là như vậy các xúc là như vậy và vị ấy không hướng tâm lấy cho được cái gì chưa được do duyên không hướng tâm vị ấy không hân hoan trong ấy do không hân hoan trong ấy vị ấy không có ước vọng tương lai. Mong rằng ý của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các pháp là như vậy. Và vị ấy không hướng tâm lấy cho được cái gì chưa được. Do duyên không hướng tâm, vị ấy không hân hoan trong ấy. Do không hân hoan trong ấy, vị ấy không có ước vọng tương lai. Như vậy, này chưa hiền là không ước vọng tương lai. 284 và này chưa hiền thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại này chưa hiền nếu mắt và các sắc pháp cả hai đều có mặt trong hiện tại này và thức của vị ấy bị dục và ái trói chặt trong hiện tại này vì thức của vị ấy bị dục và ái trói chặt vị ấy hân hoan trong ấy do hân hoan trong ấy vị ấy bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại này chưa hiền nếu tai và các tiếng, phân vân như trên, nếu mũi và các hương, phân vân như trên, nếu lưỡi và các vị, phân vân như trên, nếu thân và các xúc, phân vân như trên. Này chưa hiện, nếu ý và các pháp, cả hai đều có mặt trong hiện tại này và thức của vị ấy bị dục và ái trói chặt trong hiện tại này. Vì thức của vị ấy bị dục và ái trói chặt, vị ấy hân hoan trong ấy. Do hân hoan trong ấy, vị ấy bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Như vậy, này chưa hiền là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Và này chưa hiền, thế nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Này chưa hiền, nếu mắt và các sắc pháp, cả hai đều có mặt trong hiện tại này và thức của vị ấy không bị dục và ái trói chặt trong hiện tại này, vì thức của vị ấy không bị dục và ái trói chặt, vị ấy không hân hoan trong ấy. Do không hân hoan trong ấy, vị ấy không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Này chư hiền, nếu tai và các tiếng, vân vân như trên. Này chư hiền, nếu mũi và các hương, vân vân như trên. Này chư hiền, nếu lưỡi và các vị, vân vân như trên. Này chư hiền, nếu thân và các xúc, vân vân, như trên này chưa hiện, nếu ý và các pháp, cả hai đều có mặt trong hiện tại này và thức của vị ấy không bị dục và ái trói chặt trong hiện tại này. Vì thức của vị ấy không bị dục và ái trói chặt, vị ấy không hân hoan trong ấy. Do không hân hoan trong ấy, vị ấy không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. 285 này chưa hiền, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào trong tinh xá. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, phần vân như trên, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Phần tổng thuyết này, này chưa hiền, được Thế Tôn đọc lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một cách trọng trải. Này chư hiền, tôi hiểu ý nghĩa một cách trọng trải như vậy. Và nếu chư tôn giả muốn, hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích các tôn giả như thế nào, hãy như vậy thọ trì. Rồi các tỷ kheo ấy, sau khi hoan hỷ, tính thọ lời tôn giả Maha Kachana giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sau khi đọc phần tổng thuyết một cách vắng tắt cho chúng con, không giải nghĩa một cách trọng trải, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tinh xá. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, Phần vân như trên, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, chúng con suy nghĩ như sau. Thế Tôn sau khi đọc phần tổng thuyết một cách phán tắc cho chúng con, không giải nghĩa một cách trọng trải và đã đi vào tinh xá. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, vân vân, như trên, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Này không biết ai có thể giải nghĩa một cách trọng trải tổng thuyết này. Phần này chỉ được Thế Tôn đọc lên một cách vắng tắt, không được giải nghĩa một cách trọng trải. Rồi Bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau. Tôn giả Maha Kachana, đại ca chiên viên này, phân phân như trên. Chúng ta hãy hỏi tôn giả Maha Kachana về ý nghĩa này. Rồi Bạch Thế Tôn, chúng con đi đến tôn giả maha kachana sau khi đến chúng con hỏi tôn giả maha kachana về ý nghĩa này ý nghĩa của những chữ ấy đã được tôn giả maha kachana giải thích cho chúng con với những phương pháp Akara này với những câu này với những chữ này này các tỷ kheo maha kachana là bậc hiền trí này các tỷ kheo maha kachana là bậc đại trí tuệ. Này các tỷ kheo, nếu các ông hỏi ta về ý nghĩa này, ta cũng giải thích cho các ông như vậy. Như Maha Kachana đã giải thích, thật sự ý nghĩa ấy là vậy, và các ông hãy thọ trì như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy.